Kính thưa quý vị khán giả, thời tiết thay đổi thất thường và nhiệt độ chúng ta cũng ngày càng lạnh hơn khi mà miền Nam sắp bước vào thời điểm giao mùa. Ở đây cũng chính là thời điểm mà vi khuẩn virus hoạt động, dẫn đến nhiều cái bệnh như là ho, khò khè, viêm họng, sổ mũi vân vân. Và đặc biệt là ở trẻ em, với hệ miễn dịch còn non nớt thì rất là dễ gặp những bệnh về đường hô hấp. Vậy làm thế nào để phòng tránh được những bệnh về đường hô hấp khi mà thời tiết giao mùa? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh trong chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hôm nay quý vị nha. Thế lễ xin chào tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh ạ. Xin chào Thúy Lễ, xin chào tất cả mọi người. Vâng, thưa bác sĩ, vào thời tiết mà chuyển mùa hay là nóng lạnh thất thường á thì sẽ dẫn đến những cái bệnh hô hấp ở trẻ em. Tiến sĩ có thể chia sẻ một vài thông tin về tình hình bệnh này hiện nay không ạ? Thật ra thì cái mà bệnh theo mùa á, hô hấp theo mùa đó thì ở miền Nam mình nó không có giống miền Bắc. Tại miền Nam mình cái lạnh nó thì nó làm cho đứa nhỏ dễ chịu. Chỉ có là mưa nhiều hay nóng quá đó thì nó dễ bị hô hấp hơn. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là lúc mà nó chuyển qua lạnh thì trẻ nó không bệnh. Thì tất cả những cái thay đổi về thời tiết á, nó đều làm cho hai yếu tố làm cho đứa trẻ nó bệnh dễ bệnh hơn. Nhất là cái thời tiết như vậy đó thì nó thúc đẩy một số loại virus nó phát triển dễ hơn. Và thứ hai là cái thời tiết đó thì những đứa trẻ nhỏ đó nó cải thiện cái thời tiết đó bằng cái phương pháp mà ảnh hưởng tới sức khỏe của nó, hoặc là nó không hiểu được cái thời tiết là nguy hiểm với nó thì nó sẽ cứ sinh hoạt như vậy, thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Giống như là trời lạnh thì nó không hiểu, nó cứ hơ nó đi chơi như vậy, nó đi ngồi không cần giữ ấm gì hết thì nó sẽ dễ bị hô hấp hơn. Và thời điểm hiện nay thì như thế nào ạ? Có phải là lúc này là cái bệnh nó đang gia tăng không? Thời điểm hiện nay đó thì theo miền Nam á, là từ tháng 10 này trở đi nè, nó sẽ có một cái đợt bệnh hô hấp khá là nhiều cho tới hết tháng 10 á. Do cái chu kỳ của bệnh lý hô hấp trẻ con là nó từ khoảng tháng 10 nó có một đợt. Như vậy thì chúng ta nên phòng tránh như thế nào cho trẻ ạ? Nếu mình nói về phòng tránh á thì nó có hai cách mình phải làm. Thứ nhất á là mình phải đảo lãm làm sao mà đừng có làm cái thời tiết đó nó ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Ví dụ như là trời nó nóng hay là nó thay đổi nóng lạnh thất thường thì mình phải phù hợp với thời điểm đó. Ví dụ mình cho nó nằm máy lạnh quá xong cái đi ra ngoài ha, hoặc là mình biết là bữa nay là mưa thì mình phải chuẩn bị, có khả năng mưa mình phải chuẩn bị dù mình che hay là chuẩn bị áo mưa, chứ không phải là mình đi một cách thoải mái là khi mà nó mắc mưa thì nó sẽ dễ bệnh lắm đó. Rồi song song đó là mình phải uống nhiều nước ha, ngủ cho đủ giấc đó, đừng có ngủ quá lạnh, rồi phải vận động thể thao chứ đừng có ngồi ù lì một chỗ. Và đặc biệt là cái thời tiết này nè, nó có thể quay lại những cái bệnh lý mà có vaccine thì chúng ta nên chích ngừa vaccine sởi, vaccine thủy đậu, rubella, quay bị, rồi vaccine cúm nếu mình có điều kiện. Thì đó là những cái cách mà mình phòng ngừa để mà mình giảm đi cái khả năng bệnh theo mùa. Dạ, và khi mà trẻ mà có những dấu hiệu như là ho, sốt hay là sổ mũi, viêm họng gì đó thì tôi liệu thấy tâm lý là người ta chỉ thường là đi mua thuốc ở ngoài nhà thuốc tây để cho trẻ uống, không có phải đi đến bác sĩ khám, thì điều này thì có đúng hay không ạ? Thực ra khi mà một người phụ huynh mà chăm con á là mình phải hiểu được là cái gì mình có thể tự cho em bé uống thuốc, và bắt buộc phải hiểu. Ví dụ như là sốt mình có thể sử dụng được thuốc sốt tự nhà, hoặc là thuốc vitamin, hoặc là những cái loại thuốc ho thông thường, hay là những cái thuốc nhỏ mũi thông thường, hoặc là những cái thuốc mà nửa đêm nửa hôm nó bị tiêu chảy nôn ói chẳng hạn, thì đó chắc chắn là phụ huynh phải hiểu á. Chứ còn nếu không mình lúc đó cũng không có bác sĩ đâu mà làm. Nhưng ngược lại cái thói quen đó thì phụ huynh lại lạm dụng cái đó quá, cái gì mình cũng đi tự đi mua hết mà mình không biết là cái này chưa cần uống, cần phải theo dõi sức khỏe. Cho nên theo cái bệnh theo mùa đó thì chúng ta nên có thể sử dụng được cái thuốc ho thảo dược, cái thuốc nhỏ mũi nước muối sinh lý, cái thuốc họ hạ sốt mà có paracetamol đó, rồi những cái nước bù dịch, cái nước cái gói orezon mình để pha bù dịch, hay là những cái thuốc chống ngói thông thường đó, thì cái đó thì mình có thể sử dụng được. Tuy nhiên nếu mình muốn làm cái gì an toàn thì phải đi khám bác sĩ, và đặc biệt là khi mình thấy triệu chứng như vậy mình lại đi mua một cái túi thuốc mình không biết trong đó có cái gì đó, và đặc biệt là mình thấy cái nó có kháng sinh thì mình nên tránh cái đó. Nhưng cái quan trọng nhất trong cái mùa này đó là mình phải biết xử lý khi bắt đầu em bé nó bị bệnh theo mùa đó. Bệnh theo mùa thì mình chỉ chữa triệu chứng thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải chăm ăn cho đứa trẻ để cho nó ăn cho tốt, uống cho đủ nước ha, và đặc biệt là mình phải theo dõi cái dấu hiệu nặng, mình phải học theo dõi dấu hiệu nặng.
để mình đưa tới bệnh viện ngay. Thì cái dấu hiệu nặng của bệnh lý hô hấp nó cũng vẫn là cái khó thở. Khó thở tới cái mức nó thở nhanh quá do cái lứa tuổi của nó, rồi hoặc là nó thở rút lõm, nghĩa là nâng nâng ngực lên thì nó lại lõm, lúc mình hít vô nó lại lõm ngực xuống. Và đặc biệt là mình thấy đứa trẻ bỏ ăn, tím tái là phải đi bệnh viện ngay. Đối với những trường hợp mà trẻ bị viêm mũi dị ứng đó bác sĩ, thì cái thời điểm giao mùa này nè thì chúng ta cần phải chăm sóc như thế nào để cho trẻ không có bị nặng hơn ạ? Viêm mũi dị ứng đúng là khi mà nó thay đổi mùa đó là đứa trẻ nó sẽ phải chảy mũi hắt xì hoài, hoặc là nó đi vô cái phòng nó là cứ chảy mũi hắt xì hoài. Thì mình cố gắng tốt nhất á là mình cố gắng tìm ra cái tác nhân. Có thể cái mùi nó, cái mùa đó là nó có những cái cây nào đó, cái hoa nào đó, cái bụi khói bụi nào đó mà nó ở chung cái khu vực mình ở, thì mình phải tìm cho được cái đó để mình tránh ra. Cái thứ hai là thông thường á, những em bé mà nó hắt xì á, là sáng sớm hắt xì xì là do cái nó ngủ suốt đêm, nó thức dậy cái không khí nó khác xa, nó bước ra khỏi phòng hắt xì. Thì thường thường là không khí nó lạnh ở bên ngoài đó, thì mình nên cho đứa trẻ uống nước ấm. Nước ấm khi mà bắt đầu nó bước ra ngoài á, thì nó sẽ giữ ấm cái đường hô hấp của nó sẽ khó hắt xì hơn. Một số trường hợp khác, ví dụ như là gia đình có nuôi con này con kia, ngay khi nó tiếp xúc này hắt xì, hoặc là nó đi ra ngoài nó bị nắng bị mưa nó cũng hắt xì. Và nếu đúng là viêm mũi dị ứng á, thì chúng ta nên tìm hiểu cho được cái tác nhân làm cho đứa trẻ nó kịch phát là dị ứng. Còn nếu có một số trường hợp mình không thể tìm ra được, thì có tới cái mùa đó là mình phải giữ ấm, uống đủ nước và thậm chí là phải sử dụng thuốc. Thế lại thấy viêm mũi dị ứng đúng một cái bệnh mà người ta gọi là nắng không ưa mà mưa không chịu không à. Cỡ nào cũng thấy là lúc nào cũng cái chảy nước mũi và cái lỗ mũi, thậm chí là các bé làm mà nó đỏ lên luôn thì cũng là rất là xót. Và như vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có những cái lời khuyên nào dành cho quý phụ huynh để có thể là giúp cho quý phụ huynh có thể chăm sóc trẻ tốt nhất trong cái thời điểm tháng 10 được không ạ? Cái thời điểm tháng 10 này đó là nó sẽ có những đợt bệnh hô hấp. Mà trong đó nhiều nhất vẫn là cái virus RSV, virus hợp bào đó. Và cũng có thể nó sẽ có virus cúm, virus sởi, những cái virus thông thường khác. Cái quan trọng nhất trong cái mùa thời điểm này nè là chúng ta chuẩn bị khi em bé đi ra khỏi nhà đó là trời rất có thể mưa. Mình phải bảo đảm làm sao mà mưa là em bé không bị mắc mưa mà tới cái mức mà ướt rồi lạnh rồi phải trở về nhà thay đồ. Đó, làm phải chuẩn bị áo mưa, rồi có nên đi ra ngoài chơi vào thời tiết đó hay không. Thứ hai á, là mình cố gắng làm sao khi mà trẻ đi học về đó là mình phải làm sạch ngay cái mũi của trẻ. Hay mình nhỏ mũi hay là mình súc miệng rồi cho nó sạch ra, rồi mình phải nên thay quần áo liền đi, chứ mình đừng có mặc cái bộ đồ đó chơi tiếp rồi bắt đầu nó cứ ẩm cho nó, đặc biệt là những cái đứa nhỏ mà nó đi nhà trẻ hay là đi học đó. Và cuối cùng cũng là uống đủ nước, ngủ đủ giấc, chịu khó tập vận động, ăn đủ chất để cái sức đề kháng nó tăng lên, thì vùng có chuyển mùa đi nữa thì trẻ sẽ khó bệnh hơn. Và còn một điều nữa thì Liêu cũng băn khoăn, đó là đối với trẻ em mà dưới 12 tháng tuổi, tiến sĩ bác sĩ, đối với trẻ lớn thì chúng ta có thể là tự có thể thỉ mũi hay là tự có thể nhỏ mũi được không ạ? Nhưng mà dưới trẻ dưới 12 tháng tuổi thì rất là khó khi mà hô hấp, nếu như mà trường hợp mà bị nghẹt mũi hay sổ mũi, thì tiến sĩ có cách nào giúp cho quý phụ huynh giải quyết được nỗi lo này không ạ? Khi mà mình có em bé nhỏ dưới 12 tháng, mà đặc biệt là dưới 6 tháng, mà đặc biệt nữa là cái đứa mà dưới 3 tháng, thì nghẹt mũi là một cái triệu chứng rất là khó chịu đứa trẻ, tại nó không biết cách giải quyết cái nghẹt mũi đó, chỉ có phụ huynh nó có thể làm được thôi. Thì mình chú ý là nếu mình thấy đứa nhỏ nó thở khò khè nó chưa chắc gì nó nghẹt mũi. Ngay mà thường thường nó nghẹt mũi nó sẽ lắc đầu vậy nè, nó không biết nói, lắc đầu nó khóc hoài, hoặc là mỗi lần mình đưa cái núm vú cho nó bú á, là tự nhiên há miệng ra, tại vì nó nghẹt mũi nó phải thở bằng miệng, mà mình bắt nó bú thì nó không thở được. Và chính như vậy nó cũng là một cái yếu tố làm cho đứa trẻ không ngủ được, không ăn được. Thì nếu mà không ngủ được thì nó càng bệnh hơn, mà nó càng bệnh, nó càng nghẹt mũi lại càng cái dòng luẩn quẩn, nó cuối cùng nó khó hết bệnh hơn và cuối cùng phải đi bệnh viện. Cho nên những trường hợp đó chúng ta chú ý là chúng ta sẽ giữ ấm cho trẻ nha. Đặc biệt là thời tiết lạnh, chúng ta giữ ấm cái lòng bàn chân á, và thậm chí là bên đông y người ta còn khuyên là mình bôi dầu vô hai cái lòng bàn chân, nó có thể giảm bớt nghẹt mũi. Thứ hai là mình phải nhỏ mũi trước khi cho trẻ bú, làm cho nó nhỏ nước mũi sinh lý, có thể nó bớt nghẹt xong thì nó bú liền thì nó mới đủ sữa được. Hoặc là mình thấy như vậy mà mình nhỏ mũi vô mà nó vẫn còn nghẹt á, là mình phải cho em bé nó cái đầu nó cao hơn một chút, nằm đầu cao lên nó mới dễ ngủ. Đó là mình có thể dọn nước mũi sinh lý. Ngoài ra nó có một số cái loại thuốc mà có thể dành riêng để nghẹt mũi cho em bé nhỏ, đó là cái desloratadine. Đó thì mình sẽ đi tìm những cái loại thuốc đó bằng cái dạng dịch dung dịch đó, siro đó, để mình cho trẻ uống khi cần lắm.
Và đa số cái nghẹt mũi này là mình phải giải quyết ngay, chứ mình nếu không có giải quyết thì trẻ nó sẽ không thể ăn ngủ được, và như vậy bệnh nó rất khó hết. Nhưng mà khi nhỏ nó muốn sinh lý mà trẻ không có thể tự hỉ ra được thì làm bằng cách nào thưa bác sĩ? Thông thường mình nhỏ nó muốn sinh lý á, mình đừng có bắt trẻ nó hỉ ra ha. Mình chỉ cần trẻ để nằm hay là nằm ngửa, nằm nghiêng, mình cứ nhỏ vô 1-2 giọt, mình để từ từ nó ngấm, nó sẽ hết cái tự nó ngấm vô trong người, không cần phải hỉ ra làm gì. Thứ hai là có một số trường hợp nó ngạt quá thì mà nó nước mũi nó sâu á, thì người ta Tổ chức Thế giới nói là mình sẽ làm một cái bất sâu kèn ha. Có nghĩa là mình lấy một cái loại giấy mềm mà nó dai, nó đừng có dễ bở, mình quấn một hai đầu, một đầu nhỏ, một đầu tù đó, thì mình sẽ tùy theo cái mũi đứa nhẹ nó lớn hay nhỏ, mình quấn cái đầu nhỏ nó nhỏ hơn, thì mình cứ đưa nhẹ nhàng cái phần nhọn á vô trong mũi của trẻ đủ sâu, rồi mình chờ chút khi nó ngấm cái nước vô cái giấy đó, mình rút nhẹ nhàng ra thì nó sẽ hết ngạt mũi. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, thông qua những thông tin mà bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ ngày hôm nay thì mong rằng quý vị phụ huynh đã có thêm kinh nghiệm để chăm sóc con em mình, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa như hiện nay. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe và đời sống cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.